Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ in theo, các công ty may mặc nói chung và công ty Anh Xuân nói riêng phải chạy đua theo công nghệ 4.0 vào công nghiệp may mặc như hiện nay. Khẳng định mình trên thị trường qua 4 năm hình thành ngành công nghiệp may theo và in nhãn hàng cho các đối tác trong và ngoài nước, Anh Xuân luôn đi đầu trong việc sáng tạo và đổi mới tư duy sản phẩm của mình. Các công đoạn được Anh Xuân chọn lọc kỹ lưỡng, từ các giải thô cho đến dây chuyền in theo đều được các thiết kế giỏi đảm nhận. Việc đầu tư trang thiết bị luôn được Anh Xuân đặt lên hàng đầu. Tất cả được kiểm tra theo tiêu chuẩn ISO 9001 của ngành dệt may mặc theo năm 2018. Anh Xuân tiên phong trong ngành in theo và luôn nhập các thiết bị theo lập trình vi tính tiên tiến nhất cùng với chất liệu vải cao cấp để đảm bảo kịp tiến độ của những đơn hàng lớn từ các đối tác. Với công nghệ in lụa mới, Anh Xuân luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm đẹp với số lượng lớn trong thời gian sớm nhất. Anh Xuân không ngừng tìm kiếm các thiết kế mới nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước. Với đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp và các nhân viên kỹ thuật may tay nghề cao, Anh Xuân luôn luôn làm hài lòng những khách hàng khó tính. Anh Xuân luôn đáp ứng các mẫu thiết kế trang phục công sở cũng như các đồng phục cho các đơn vị sản xuất công nghiệp. Các đối tác đã và đang là khách hàng thân thiết của công ty Anh Xuân. Hệ thống rạp chiếu phim CGV, hệ thống Gazelle Chicken, VTB Cap, ngân hàng Techcombank, OCB Bank, Mobifone, xuất khẩu Canada Nico Camry.